con căng dạ dạ thưa chú thằng hiếu con tôi nó phạm tội gì đêm qua nghe điện thoại là tôi vội vàng bắt xe lên đây liền anh võ hiếu phạm tội đua xe đánh nhau gây mất trật tự công cộng đây là lần cuối cùng chúng tôi cho gia đình đứng ra bảo lãnh cậu ấy nếu cậu tái phạm chúng tôi buộc phải tạm giam và đưa ra xét xử Dạ cảm ơn chú nhiều lắm Về nhà tôi sẽ dạy cháu lại Ngoài những biện pháp răng đe Cải tạo không giam giữ Đối với những thành phần thanh niên có chiều hướng hư hỏng Dạ Thì quan trọng nhất gia đình phải có biện pháp Giáo dục con em mình tốt hơn Dạ tôi biết Nhưng vì hoàn cảnh mẹ một nơi con một ngã Nó học xong đại học đó, thì nhất quyết không chịu về quê Đòi ở lại Sài Gòn để làm việc vì vậy thời gian gần gũi con tôi rất là ít cho nên tôi không quản được nó mời bà ký vào đây dạ cậu vào đưa cậu cho hiếu ra đây dạ tôi thấy nhân thân cậu ta rất tốt cũng tốt nghiệp đại học nhưng sao cậu ấy lại rơi vào những tệ nạn này đua xe nhậu nhẹt rồi đánh nhau nữa tôi trẻ bây giờ háo thắng đua đòi với bạn bè mới hư hỏng như vậy Tôi xin hứa với chú Tôi sẽ cố gắng khuyên nó tránh xa đám bạn này Má Bây giờ mẹ cậu bảo lãnh cậu ra Nhưng tôi nói với bà rồi Nếu như cậu còn tái phạm lần nữa Tôi sẽ không đương tay với cậu đâu Biết chưa Dạ Tôi cảm ơn chú đã cho con tôi cơ hội Xin phép cho tôi đưa cháu về. Được rồi, bà có thể về. Dạ cảm ơn chú. Chào bà. Thôi, tôi về đi. Dạ.